đây là những cuốn sách mà chúng tôi thường đục. Đây là những cuốn sách chúng tôi thường đọc trước khi thực hiện những tác phẩm tranh gỗ. Wow. Đầu tiên ở bên tay trái là những cuốn sách mà quý vị cũng đã rất là quen thuộc, Tam Quốc Diễn Nghĩa, gắn liền với tuổi thơ của chúng tôi. Ở trong tranh thì có rất nhiều những cái hình vẽ rất là đẹp, chúng tôi có thể tham khảo được những cái đường nét về quần áo, về con ngựa, về những cái chi tiết về kích, đao, giáo, mác. Chúng ta có thể thực hiện được rất nhiều những cái chi tiết trong đó. Thứ hai là những chồng sách liên quan về văn hóa của Việt Nam. Và đây là một cuốn sách tôi rất yêu thích, có tên là Những Nét Đan Thanh. Trong cuốn sách này thì chia sẻ với chúng ta rất nhiều những cái điển tích. Ví dụ như là một cái chi tiết vẽ ở trên một cái dĩa có tên là Mai Hạc. Và cái câu thơ ở trong Mai Hạc như là nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạc là người quen của cụ Nguyễn Du, đã để lại cho chúng ta để giúp chúng ta hiểu được hơn thú vui của các cụ ngày xưa và các điển tích mà bây giờ chúng ta đang chơi. Và những loại sách thứ ba mà chúng tôi thường tham khảo đó là những cái sách vẽ về các cái chủ đề của Trung Quốc. Ví dụ như là có những cái vẽ về người, đây là những cái nét quần áo, nét người ở trên những bức tranh. Rồi có thêm cả những cái cuốn sách vẽ về những cái thế núi, mang cái tính phong thủy như thế nào và thế núi đó tượng trưng cho những điều gì. Thì đây là những cái cuốn sách mà chúng tôi phải đọc trước khi mà đục những bức tranh, để tạo ra những bức tranh không những có hồn mà còn có chiều sâu ý nghĩa.